Lại xin chào toàn thể các anh em có niềm đam mê yêu thích đánh thú rừng trên toàn cả nước. Ở trong cái nội dung của video ngày hôm nay thì em xin chia sẻ cho anh em mới chơi là cách sử dụng cạm kiềng. Đấy, đối với anh em nào mà đang có nhu cầu mua về cái mẫu cạm kiềng này thì anh em liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để ở góc màn hình video. Đấy, bên cơ sở em là bán tất cả những cái mẫu cạm kiềng. Đấy, từ những cái mẫu cạm nhỏ, ví dụ cạm 9cm để đánh chuột này, cạm 12, cạm 14, cạm 16 và cạm 18. Đấy, cho tới là những cái mẫu cạm to. Thì cách sử dụng cạm kiềng thì nó đơn giản thôi anh em ạ. Đấy, đầu tiên ý, thì khi anh em mua một cái cạm thì nó sẽ chỉ có một cái lẫy đây và một cái cạm thôi. Còn các bác nào mà về tự chế được bàn đạp thì các bác có thể là chế lấy cái bàn nhẵm này. Còn không thì các bác đặt hàng bên nhà em thì bên cơ sở là sẽ hỗ trợ làm cái bàn nhẵm cho các bác. Còn đây là cái mẫu cạm kiềng 16cm này. Đấy, 16cm thì anh em sử dụng đánh những cái con thú từ tầm khoảng 10kg đổ lại. Đấy, ví dụ những cái con thú phổ biến là con chồn đèn này, con chồn bạc má. Đấy, hoặc là con mèo rừng, đấy chồn hương, đấy chồn danh, đấy nói chung là đủ. Còn là cái mẫu này thì nó rất là nặng. Đây là cái cạm loại 1, cạm loại 1 thì nó dày, dày vành, và cái thứ hai nữa là nặng khi anh em ra. Thì cái tỷ lệ anh em sử dụng được nhiều năm, tái sử dụng lại thì nó có. Còn ví dụ các bác mua cái cạm nhẹ thì các bác chỉ cần ấn như thế này nó đã há ra rồi thì nó sẽ không giữ được chân con thú. Còn cách thức sử dụng cạm kiềng ấy thì ví dụ tay khỏe, anh em thợ quen rồi thì có thể là ra trực tiếp bằng tay này bóp xuống được. Còn ví dụ mà anh em mới chơi thì lên để cái cạm này nó nằm ở cái nền đất cứng này. Đấy, anh em lấy chân, anh em đạp cạm ra như thế này. Đó, thì cái cạm nó sẽ hở ra như thế này. Nó hở ra như thế này thì các bác phải cầm, nói chung là cầm đầu nào thì nó cũng không thể là kẹp cái cạm vào tay mình được. Đấy thì ví dụ như thế này, nhưng mà em thường thường em sẽ quen là em sẽ cầm ở bên lặng. Đấy, cầm ở bên lặng em bóp xuống như thế này và em gài lẫy. Đấy, gài lẫy là xong. Đây các bác này. Đấy, cách sử dụng thì nó đơn giản thôi. Đó. Ví dụ cái lẫy mà nó vào cạm mà nó hơi bị treo chéo này thì nó cũng chả ảnh hưởng gì nhá. Đấy, khi các bác ngụy trang thì hơi khó một chút. Còn các bác muốn sửa ấy thì các bác chỉ cần bóp, đấy, bẻ cái lẫy này sang một chút thôi. Đó. Thì là lên cạm thì nó lại vuông. Đấy, gần khi các bác mua về ấy, thì ví dụ những cái nào mà nó trường hợp nó bị như thế thì các bác có thể là sửa lại cho em. Đấy, thì ví dụ bây giờ nó sẽ vuông như thế này. Đấy, còn cách thức hoạt động của nó thì nó khá là đơn giản. Khi con thú hoặc là con chuột, con cầy nó nhắm vào trực tiếp cái bàn thì cái cạm nó sẽ lẩy, nó kẹp lại. Đấy, nó kẹp lại nhé. Đấy, ví dụ như chiếc dép này các bác này. Đấy, thì nó sẽ kẹp lại như thế này và cái bàn nó sẽ rơi ra. Đấy, còn các bác muốn gỡ chân con thú thì đơn giản thôi. Các bác túm đầu nó và các bác lại lấy chân các bác đạp ra. Đấy, các bác đạp ra thì lại sẽ gỡ được. Đấy, thì cạm thì đây là cạm loại 1 thì nó khít và cái thứ hai nó khỏe lắm các bạn. Đấy, thì hiện tại đang trong cái quá trình là bắt đầu vào đến cái vụ đánh cầy của năm 2022 rồi. Hiện tại bây giờ đang là đầu tháng 11 rồi. Thì bác nào mà đang có nhu cầu mua cho mình về cái mẫu cạm kiềng như thế này thì các bác liên hệ cho em để số điện thoại góc màn hình video. Còn các bác đánh chồn thì có thể là tham khảo cạm 12 này, 14, 16 và 18cm. Đấy, thì bên cơ sở đều có để phục vụ cho anh em. Đấy, một video thì chia sẻ cho các bác mới chơi là cách sử dụng cạm kiềng. Đấy, bác nào xem được video này cần cho mình thì liên hệ cho em. Còn đối với các bác đam mê yêu thích săn bẫy thì các bác có thể là đăng ký ủng hộ kênh để đón xem những video tiếp theo. Và bây giờ thì xin chào nhé, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.